Vâng, hôm nay Đức Cảnh chia sẻ với quý vị và các bạn kỹ thuật ghép cây mai chỉ thiên vào thân cây thân gỗ để tạo tác phẩm bonsai thân gỗ chỉ thiên đẹp. Cây dễ trồng, dễ sống, lá xanh và ra hoa quanh năm. Hoa màu trắng đặc biệt cũng rất phù hợp cho việc ghép lai tạo cây bonsai. Về thành phần đất trồng, cây có thể sống được trên tất cả các loại nền đất khác nhau. Đặc biệt có thể sống được ở môi trường khắc nghiệt về mặt thời tiết. Cây ưa khô ráo và độ ẩm vừa phải, không chịu úng nước dài ngày. Để đảm bảo hoa ra thường xuyên và lá xanh thì chịu được ánh nắng khoảng tầm 70% đến 80%. Tuy nhiên chúng ta trồng ở môi trường ánh nắng tự nhiên 100%, như chúng ta đang quan sát, cây vẫn có thể sống sinh trưởng phát triển bình thường. Về thành phần đất trồng gồm có giá thể, đó là hoặc là đất pha cát trộn với sơ dừa, chấu, phân bò khô khi cây đã phát triển cứng cáp khỏe mạnh. Còn khi chúng ta mới trồng, chúng ta chưa nên đưa phân bò. Về tưới tiêu, đây là cây ưa ẩm ướt và khô ráo, cho nên chúng ta mức độ tưới vừa phải, đủ độ ẩm, không nên tưới để đọng nước. Nếu trời mưa, chúng ta nên khơi rãnh để thoát nước tốt, bởi cây không thể chịu được úng nước trong thời gian dài. Nếu trời nắng, một ngày chúng ta tưới một lần, hoặc có thể 2 đến 3 ngày tưới một lần cũng không sao. Trong trường hợp chúng ta trồng trong chậu thì chúng ta nên tưới 2 ngày tưới một lần thật đậm. Đối với chế độ bón phân, khi trồng dưới nền đất, chúng ta cứ 6 tháng chúng ta bón phân một lần, chủ yếu là bón bằng phân hữu cơ. Nếu trồng trong chậu thì khoảng 3 tháng đến 4 tháng chúng ta bón phân một lần, cũng chủ yếu là phân hữu cơ. Tốt nhất đó là chúng ta lấy trộn gồm giá thể gồm có phân bò khô trộn với chấu hoặc là cho bếp chúng ta đã nấu đấy, chúng ta trộn vào cùng với phân bò khô trộn với đất thịt để chúng ta bổ sung vào trong chậu trồng. Để cây sinh trưởng phát triển tốt, khỏe mạnh thì tốt nhất là sau 6 tháng chúng ta thay đất trong chậu một lần. Trong trường hợp nếu bận hoặc không có điều kiện để thay thường xuyên, có thể 1 năm thay một lần cũng được, nhưng chúng ta áp dụng chế độ bón phân như đã nêu trên. Đối với sâu bệnh, đây là cây dễ sống, dễ trồng, ít sâu bệnh, cho nên không cần phải quan tâm nhiều đến vấn đề phòng trừ diệt sâu bệnh. Tuy nhiên để có được tác phẩm đẹp, chúng ta cần quan tâm để ý nếu có sâu bệnh thì nên mua thuốc về diệt trừ sâu bệnh. Kỹ thuật ghép cây mai chỉ thiên vào thân cây gỗ để tạo tác phẩm bước như sau. 1. Chúng ta lựa chọn nhất là các cành ngoạn mà chúng ta định cắt ghép vào thân chủ cây gỗ, thân gỗ mới. 2. Kích thước để chúng ta cắt, đó là chúng ta cắt tính từ ngoạn đến vị trí cắt, đó là tầm 5 cm hoặc có thể 3 đến 4 cm cũng được. Ta dùng dao lam sắc bén cắt gọn và vát ở hai bên của vết cắt. Mục đích của việc cắt vát là để mặt cắt sẽ được ghim ghép vào bên trong thân của chồi cành, tai cành mới trên thân chủ cây thân gỗ. Tuy nhiên chúng ta chỉ cắt trong trường hợp chúng ta đã tạo được phôi
và mặt ghép mới. Chúng ta không nên cắt ngọn của cây, bởi để quá lâu trước khi ghép thì sẽ mất nước và mất nhựa, xác suất để ghép vào hiệu quả không cao. Thứ hai, chúng ta lựa chọn thân chủ, cây thân gỗ để chúng ta ghép chồi. Lựa chọn các ngọn, các chồi đã được nuôi với kích thước bằng kích thước của chân hương. Chân hương khi chúng ta trồng cây phôi, chủ yếu cây phôi là cây lồng mức hay còn gọi là cây thừng mực, tùy thuộc địa phương Nam hay Bắc sẽ có tên gọi khác nhau. Hoặc là có điều kiện thì chúng ta sẽ lựa chọn cây phôi là cây mai chiếu thủy. Đây là những cây có sức sống khỏe mạnh và có nhiều nhựa ở trong thân, tai cành, trong chồi và phù hợp với việc sinh trưởng phát triển của cây mai chỉ thiên, nên việc ghép và tạo tác phẩm bonsai sẽ xác suất cao, sự thành công lớn và cây sau khi ghép có thể phát triển một cách khỏe mạnh. Thứ ba, chúng ta tiến hành lựa chọn các chồi cành từ thân chủ là thân gỗ, cây lồng mức, cây thừng mực đã nêu trên. Lựa chọn cành để chúng ta tạo vết ghép với điều kiện bản thân của cây thân gỗ chúng ta lựa chọn khỏe mạnh, không bị sâu bệnh. Và các chồi cành chúng ta định ghép cũng khỏe mạnh, không sâu bệnh, có kích thước bằng chân hương. Đồng thời chúng ta xác định vị trí để và thời điểm. Đó là đối với thời điểm để chúng ta tiến hành tạo mắt ghép của tay cành của cây thân gỗ thân chủ để ta ghép. Đó là nhìn chồi cành của cây thực sự khỏe mạnh, cứng cáp, dạng bánh tẻ. Sau đó chúng ta xác định kích thước để chúng ta tạo mặt ghép, tính từ vị trí mọc chồi của cành non mới trên cây thân chủ mà chúng ta định cắt ghép đến vị trí chúng ta cắt là khoảng tầm 5 đến 10 cm, không nên quá dài. Sau đó chúng ta dùng dao lam chúng ta cắt ngang phần ngọn, bỏ phần ngọn đi. Từ vị trí cắt ngang chúng ta sẽ dùng dao lam xẻ dọc đúng tâm giữa của tay cành của chồi mà chúng ta đã cắt. Độ sâu của vết xẻ tạo vết ghép khoảng tầm 2 cm. Ngay sau khi chúng ta đã tạo được mắt ghép thì chúng ta tiến hành cắt chồi của cây mai chỉ thiên. Chúng ta lựa chọn các cái chồi khỏe mạnh, không sâu bệnh, dạng lá màu xanh thẫm, không quá non hoặc không phải là chồi đang ra hoa. Chúng ta cắt chồi mới. Đồng thời từ vị trí cắt cho đến vị trí ngoạn của tầm 3 đến 5 cm. Sau đó chúng ta cắt vát hai bên. Kỹ thuật cắt thật dứt khoát, ngoạn gọn. Trong trường hợp này chúng ta phải dùng dao lam thực sự sắc bén và vết cắt không nên để bị dập. Vết cắt cần để lại lớp da tự nhiên của chồi ở hai bên. Bởi vì chúng ta cắt vát hai bên thì chúng ta sẽ vẫn để lại một phần
một phần rất nhỏ khoảng tầm vài mili về cái phần lớp da còn lại ở trên cái chồi này. Chúng ta không nên cắt hết toàn bộ cái vết da đó. Việc tiến hành cắt xẻ để tạo vết ghép và việc tiến hành cắt phôi chồi của cây mai chỉ thiên để ghép vào vết ghép nên tiến hành đồng thời, không nên để khoảng cách quá xa. Nếu chúng ta để khoảng cách quá xa thì vết ghép và vết cắt tạo ghép của phôi cây mai chỉ thiên sẽ mất nước và khô ráo, mất mủ, hiệu quả sau ghép sẽ không cao. Sau khi chúng ta đã tạo được vết ghép và phôi ghép, chúng ta tiến hành ghép, đưa phôi ghép đã tạo ra đưa vào rãnh xẻ của mắt ghép thật khít. Sau đó chúng ta tiến hành dây, lấy dây nhỏ quấn quanh cái phần chúng mắt ghép để đảm bảo mắt ghép được quấn khít, độ chặt vừa phải, không nên quá chặt, không nên quá lỏng. Sau đó buộc lại. Sau khi đã quấn được vết ghép, chúng ta dùng túi bóng phủ kín lại toàn bộ chồi ghép và mắt ghép, dùng dây buộc lại thật chặt để độ chặt vừa phải, lưu ý độ chặt vừa phải để nước mưa và sương gió không lọt vào khe mắt ghép. Nếu nước mưa hoặc sương gió vào sẽ dẫn đến hư hỏng mắt ghép và hiệu quả xác suất không cao. Sau khi ghép, đưa cây vào bóng mát để dưỡng cây. Từ thời điểm ghép đến thời điểm mắt ghép và phôi ghép được khỏe mạnh, cứng cáp, ra chồi lá mới là 1 tháng đến 1 tháng rưỡi tùy vùng miền. Sau đó khoảng từ thời điểm đó đến thời điểm khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi, tay chồi cành phát triển bình thường, khỏe mạnh, thì chúng ta bắt đầu gỡ túi bóng ra. Sau khi gỡ túi bóng xong, tiếp tục dưỡng cây trong bóng mát khoảng thời gian từ thời điểm ghép cho đến thời điểm chúng ta đưa ra bóng ánh nắng tự nhiên bình thường là khoảng tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng. Sau khi cây khỏe mạnh, tay cành đoạt phát triển bình thường thì chúng ta sẽ tiến hành uốn tạo thế cho cây. Từ thời điểm ghép cho đến thời điểm uốn tạo thế cho cây là tổng là 6 tháng. Và chăm sóc cây như phần đầu đã giới thiệu các bạn. Vâng, chúc các bạn thành công. Mong các bạn like, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình. Chào các bạn.